Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng khám phá game đầu tiên nha. Scary Teacher vào đây. Let's go. Ok. Looks like I'm all set to give my students a very special Easter surprise this year. Một điệu cười rất là kinh khủng. Ok. Giờ mình sẽ vào trong nhà kho xem có gì không. Ok, rồi. Một cậu băng dính và tao ở tầng 2. Thế thì mình sẽ xuống tầng 1 đi. Rồi, giặt cái này ra. Sau đó thì mình sẽ đổ smile vào. Dán cái này vào. Trôn vào nữa. Wow, rất là đẹp rồi. The grand reveal will blow everyone's mind at the party tonight. Let's go. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ hai. Bia chip cơ. Let's go. Bấm một lúc cho cánh cửa kia mở ra. Đó, các bạn có thoát ra được. Rồi, cánh cửa này mở ra rồi. Bước theo vào. Phải lên trên tầng không? Không phải lên trên tầng. Đi ra. Cái này vẫn chưa mở ra được. Wow, khá là đông. In that.
Ok. Biết phải dưới đây không? Không phải. Đây, trên này. Không phải trên này. Ok, đúng rồi. Giờ mình sẽ chạy xuống dưới. Down for the count. Một cái hộp. Ok. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba. Big guy, sitting here. Let's go. So how has been a trash bag sitting here and cast. You saw six view brother and sticks with on them. Này thì các bạn sẽ có 5 mạng, cho nên các bạn cũng không phải sợ gì cả. Ở đây thì các bạn sẽ đi tìm một hộp cứu thương, sau đó thì sẽ cứu anh chàng Big Guy kia. Ok, let's go. Ở đây có một plank, một tấm gỗ. Sau đó thì mình sẽ đặt ở trên đây. So, let's go. Okay. Rồi mình sẽ mở blue cây ở dưới đây. Một chìa khóa orange cây. Đã có chuối đâu được. Thank you.
Ok. Rồi, các bạn đọc vào đây. Anh Trang này cần một khẩu súng. Lên trên này nào. Đây xem có gì không. Rồi. Wow. Để tiếp. Oh my god. Chúng ta bắt được rồi. Wow. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ tư. Into the deal. Let's go. Xuống mà bên đạn. Let's go. Mày thật, xin chết. Oh my god, bắn không kịp, lần là bị tao bắt mất. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ 5. Hello, Slabo. Let's go. Okay. Ah!
khi các bạn nhập quả bóng thì các bạn sẽ biết được là ông hàng xóm này ông ta đánh đập một đứa trẻ. Wow. Ok, mình sẽ tua phần giới thiệu này đi nhá. Và ông ta rốt đứa trẻ đó ở một căn phòng nào đó. Nhưng ở phần 1 này thì các bạn tìm đằng rời cũng không bao giờ nhìn thấy đứa trẻ đó. So, ok, và mình sẽ đột nhập vào trong nhà ông ta. Let's go. Mình sẽ mở cái này ra và lấy món đồ này nhanh. Ok, sau đó thì chuồn luôn vào đằng sau nhà ông ta. Đấy là một thứ game 3D cũng khá là lạ cho nên nó cũng hay giật. Các bạn chơi cẩn thận nhé, không nó sẽ bị giật đấy. Và đôi lúc thì các bạn sẽ giật quá là các bạn sẽ bị bắt. Đây rồi, mình sẽ vứt mấy hai món đồ này đi. Ok, và các bạn muốn lên trên này thì các bạn phải tìm một chiếc cờ lê. Và mình sẽ chuẩn bị đột nhập vào nhà ông ta lấy chiếc cờ lê đó. Đây, cờ lê đây rồi, chuồn thôi. Sẽ vào trong căn phòng này, một căn hầm bí mật của ông ta. Wow, không biết đây là cái máy gì. Ok. Tiếp tục tiến sâu vào tiếp. Ok, let's go. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang được cái tiếp theo. Pika y Santa.
Let's go. Rồi, các bạn sẽ nạp cho mình cái flank này. Ở đây các bạn sẽ hóa thân là một anh chàng big guy rất hiền hậu. Và ở trong này thì sẽ có một cô nàng big guy bị Santa nhập vào người, cho nên nhìn cô ta rất là hung dữ luôn. Bắt đầu xuất hiện rồi. Ok, cô ta lên cho nào. Mình sẽ đi xung quanh đây xem có gì không. Oh my god. Sau đó các bạn sẽ đi tìm tiếp tất cả những chiếc chìa khóa. Và trong này thì còn một chiếc chìa khóa màu vàng nữa. Mình sẽ đặt chiếc chìa khóa màu vàng ở đây. Và các bạn sẽ phải mở cái thùng sắt này. Sau đó ta chuẩn bị xuống đây. Chuẩn rồi. Đấy thôi. Oh my god. Không nhảy kịp, rõ kê. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Big Guy Chapter 1-1. Let's go. Đây. Wow, chứ gì đã có được luôn thêm hai trang Crazy. Crazy Brandy Big Guy. Rất là nhanh gọn luôn. Ok, mình sẽ thu thập tiếp. Đây rồi. Còn anh chàng 6 người nữa trong này. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Dispatch.
12 giờ đêm. Cái này đang bị khóa rồi. Ta đặt một cái gì ở trong này? Chiếc chìa khóa, ok. Let's go. Đây có một cái gì đó. Trên đây rồi. Một tấm gỗ. Ta đang ở gần đây. Kìa, mình lấp một chỗ sao ta có đi không? Oh my god, mong sao ông ta không nhìn thấy mình. Lấp vào đây xem nào. Vì ông này rất là thính luôn. Ok, chạy ra đây thôi. Oh my god, wow. Ông ta đi đoạn xa là mà lúc sau ông ta lại vào luôn được cái tài chứ. Rồi ok, mình xin phép dừng cái clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong cái clip tiếp theo.